hãy chăm sóc mẹ. Shin Kyung-suk. Hãy chăm sóc mẹ là cuốn tiểu thuyết của tác giả Hàn Quốc Shin Kyung-suk, phát hành năm 2009. Trong vòng 10 tháng kể từ khi phát hành, Hãy chăm sóc mẹ đã bán được 1 triệu bản riêng tại Hàn Quốc. Truyện còn đạt giải thưởng Man Asian Literary Prize, giúp tác giả trở thành tác giả nữ đầu tiên đạt giải thưởng này. Không chỉ thành công về mặt thị trường khi bán được hàng triệu bản, tác phẩm còn được giới phê bình đánh giá cao, nổi tiếng vang xa khắp các nước châu Á. Tác phẩm được xuất bản tại 19 nước, trong đó có Mỹ. Truyện mở đầu bằng khung cảnh xáo trộn của một gia đình. Bà Park Sonio không may bị lạc ở nhà ga tàu điện ngầm Seoul khi bà cùng chồng dự định đến thăm cậu con cả. Gia đình đã cố gắng để tìm bà về. Con gái đầu, Ji Hon, là người đứng ra viết thông báo tìm người lạc thay cho cả gia đình. Ngoại hình, tóc ngắn đã muối tiêu, xương gò má cao, khi đi lạc đang mặc áo sơ mi xanh da trời, áo khoác trắng, váy xếp nếp màu be. Trong tiềm thức của mình, Ji Hon vẫn nghĩ mẹ là người thường bước đi giữa biển người với phong thái có thể đe dọa cả những tòa nhà lừng lững đang nhìn thẳng xuống từ trên cao. Trong khi đó, những người qua đường đáp lại thông báo tìm người lạc của cô bằng miêu tả về một bà già cứ lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống đường hay đứng thẫn thờ trước cầu thang cuốn. Liệu đó có phải là người mẹ mà cả gia đình cô đang cất công tìm kiếm? Người mẹ mà những thành viên trong gia đình ấy thường thấy là hình ảnh người phụ nữ luôn luôn tất bật, hết công việc ngoài đồng ruộng đến nuôi gia súc gia cầm, hết muối dưa lại đan lát, rồi lại tất bật việc bếp núc. Những công việc quá đỗi bình thường, bình thường đến nỗi chúng ta không xem đó là sự hy sinh của mẹ dành cho cả gia đình, mà xem đó là sự hiển nhiên, là sứ mệnh của một người mẹ. Nhưng chúng ta đã quên rằng không ai sinh ra để tự mình nhận gánh lấy sứ mạng ấy cả. Chỉ đến khi mẹ đi lạc, mẹ không còn ở đó, thì người chồng và những đứa con mới hối hận, mới cùng nhau nhớ về mẹ. Nhưng đau đớn thay, những ký ức đó tuy nhiều nhưng cũng rất mờ nhạt. Có phải thời gian qua họ đã quá vô tâm trước sự hiện diện của người phụ nữ quan trọng này, để đến khi cần hồi tưởng lại thì hình bóng mẹ chỉ mơ hồ như là những nét phác họa trên bàn thảo? Có đấy, nhưng cũng không nắm bắt được. Cảm giác như người mẹ này thật lạc lõng, cô đơn trong chính căn nhà của mình, cô đơn trong chính tình cảm của mình dành cho mọi người. Bà đã trao những yêu thương, những ước mơ, những hoài bão của cuộc đời mình cho những người thân yêu nhất, là chồng, là con, là gia đình, nhưng không một ai trân trọng. Đau đớn thay, không một ai biết bà cũng có những góc khuất tâm hồn, những tình cảm lãng mạn sâu kín. Để đến khi không còn mẹ bên cạnh, họ mới chợt nhận ra rằng họ đã quá vô tâm, thờ ơ và dựa dẫm. Ai cũng trách bà không tìm được địa chỉ nhà các con, mà không hề biết rằng bà bị xuất huyết nhẹ, nhớ nhớ, quên quên, không biết chữ. Cả đời họ đã bỏ lỡ quá nhiều, quá muộn để có thể bù đắp sự hy sinh của bà. Hình ảnh người mẹ đi lạc với vết thương đang rỉ máu ở bàn chân đã làm cho người đọc cảm thấy nghẹn ngào, chua xót. Truyện không có cái kết viên mãn như chúng ta mong đợi. Đó là cảnh đoàn viên, là con tìm thấy mẹ. Bà đã không đợi được đến giây phút đó. Bà ra đi cô đơn lạnh lẽo trong sự mòn mỏi chờ đợi như cuộc đời bà. Chắc có lẽ đến đây, bây giờ từng thành viên trong gia đình mới nhận ra rằng đã quá muộn để có thể bù đắp cho tình yêu và sự hy sinh của vợ mình, của mẹ mình.
Cuốn sách như một lời nhắn gửi đến những ai đang còn mẹ, đang được tắm mình trong tình yêu thương của mẹ. Đừng mãi đắm chìm trong những cuộc chơi mà quên mất mẹ, quên gửi đến mẹ một lời yêu thương từ tận đáy lòng. Đừng để đến khi mất đi mới hiểu những điều mình đã có vô giá đến chừng nào. Đây chính là cuốn sách khiến chúng ta rơi lệ và muốn yêu thương mẹ mình nhiều hơn.